ta tiếp tục câu chuyện ôn tập về các cái nội dung về đại số, tức là gồm phương trình, bất đẳng thức, hệ phương trình, vân vân. Thì chúng ta đã trình bày tóm tắt về vấn đề bậc nhất. Sau đó chúng ta chuyển sang bậc 2 với cái nội dung là phương trình bậc 2. Ngày hôm nay thì chúng ta lại giới thiệu một cái nội dung rất quan trọng về bậc 2, đó là tam thức bậc 2. Có thể nói là chương trình của chúng ta về mặt đại số đó, thì cái bậc 2 có thể nói là cái nền móng, là bởi vì phần lớn các bài toán phương trình dù dưới dạng này dạng khác thì phần lớn đều được quy về cái bậc 2. Vì vậy vấn đề bỏ ra thời gian để ôn tập về bậc 2 là một cái điều rất cần thiết, phải nói là vô cùng cần thiết. Chúng ta xét tam thức bậc 2 dưới dạng fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c. Tất nhiên là tự động mặc nhiên chúng ta hiểu là a phải khác không, nếu không nó rút lại bậc nhất. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta quan tâm là vấn đề xét dấu. Muốn xét dấu một tam thức bậc 2, chúng ta căn cứ vào dấu của định thức delta. Trường hợp thứ nhất là nếu delta âm. Nếu delta âm thì sao? Thì dấu tam thức là luôn cùng dấu với hệ số A. Do đó chúng ta diễn tả là A nhân với Fx luôn luôn dương với mọi x thuộc A. Ghi như thế này có nghĩa là Fx và A cùng dấu, cho nên nhân nhau là dương. Và viết như thế này nó thuận lợi là bởi vì các cái đề bài là người ta ra dưới những cái dạng bất phương trình, chứ không có ai mà lại ra nói là có cùng dấu hay là không cùng dấu. Trường hợp delta bằng 0, tức là lúc đó tam thức bậc 2 có nghiệm số kép, thì Fx và A vẫn là luôn cùng dấu, cho nên là A nhân Fx lớn hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc A. Thế thì trường hợp delta nhỏ hơn 0 với trường hợp delta bằng 0 thì Fx và A cũng luôn cùng dấu. Vậy có gì khác nhau không? Có nè. Cái trường hợp mà delta âm á, thì A nhân Fx luôn luôn dương. Còn trường hợp delta bằng 0 thì A nhân Fx lớn hơn hay bằng 0, tức là nó có khả năng xảy ra bằng 0. Thế thì cái khả năng mà xảy ra bằng 0 đó khi nào? Chỉ khi x bằng trừ b chia 2a, tức là lúc đó là cái nghiệm số kép. Tức là chỉ có một lần Fx bằng 0 thôi, còn ngoài ra thì nó luôn luôn cùng dấu với A. Dấu gì thì hai trường hợp này vẫn có sự khác biệt nhất định nhé. Và trường hợp cuối cùng, trường hợp delta dương. Nếu delta dương thì lúc bây giờ dấu của tam thức nó sẽ đổi lúc âm lúc dương. Và cái quy tắc của nó là như sau. Vùng trong hai nghiệm số của tam thức thì cái tam thức và cái hệ số A là trái dấu, cho nên chúng ta mới ghi là vùng trong hai nghiệm số A nhân F là mang dấu âm. Đây, A Fx âm, tức là Fx trái dấu với hệ số A. Còn cái vùng ngoài hai nghiệm số thì Fx và hệ số A là cùng dấu, nghĩa là A nhân Fx mang dấu dương. Đã. Ghi như vậy có nghĩa là vùng phía trong Fx trái dấu với hệ số A, vùng bên ngoài hai nghiệm Fx và A cùng dấu. Thì chủ trương ghi như thế này nó gần gũi với các cái bài toán mà người ta sẽ đề cập. Từ cái kết quả cơ bản đó, chúng ta rút ra một vài cái hệ quả thường dùng như sau. Nếu mà một cái tam thức mà luôn luôn dương với mọi x thuộc A thì điều kiện là gì? Thì câu trả lời là điều kiện là gồm hai chuyện. Một, delta âm, và hai là hệ số A dương. Còn Fx tam thức mà luôn luôn âm với mọi x thuộc A thì hai điều kiện phải được đặt ra, đó là delta âm và hệ số A âm. Còn nếu mà Fx lớn hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc A thì chúng ta dùng điều kiện là delta nhỏ hơn hay bằng 0 kèm theo A dương. Và Fx nhỏ hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc A thì chúng ta diễn tả bởi hai điều kiện A âm và delta nhỏ hơn hay bằng 0. Nhớ rằng những điều mà chúng ta diễn đạt ở đây là tam thức phải, cái bất đẳng thức đó đó phải diễn ra với mọi x thuộc A. Còn nếu khi người ta thay đổi không phải là với mọi x thuộc A mà một cái tập hợp khác cái tập hợp A thì những lập luận ở trên là không áp dụng được nha. Vì có nhiều em học không kỹ, không hiểu rõ bản chất vấn đề, chỉ bắt chước hình thức. Cho nên là khi người ta thay cái tập hợp số thực A rồi
bằng một cái tập hợp khác đi mà vẫn áp dụng những nguyên tắc này thì hoàn toàn là sai lầm. Và từ những cái kiến thức đó thì chúng ta đưa ra những cái bài toán áp dụng ngay lập tức, bởi vì ta học như vậy nó dễ theo dõi hơn là chúng ta đưa ra quá nhiều đó, rồi mới áp dụng thì nó bị loãng đi. Nào, bây giờ bài toán đầu tiên là như sau. Tìm cái tham số A sao cho với mọi x thuộc A thì ta có điều sau đây. Trừ 6 nhỏ hơn hay bằng 2x bình phương cộng AX trừ 4 tất cả chia cho x bình phương trừ x cộng 1 rồi bé hơn 4. Như thế này thì nó là gồm một cái hệ thống với hai cái bất đẳng thức được ghép lại. Và ta ghi cái hệ thống này là sao. Nào, chúng ta bắt đầu quan sát cái mẫu số x bình phương trừ x cộng 1. Đây là tam thức bậc 2 có delta âm, cho nên dấu của nó là cùng dấu hệ số A, tức là luôn luôn dương với mọi x thuộc A. À, chúng ta đã áp dụng dấu tam thức bậc 2 rồi đấy. Cảm thấy chưa nào? Vì mẫu số này dương nên chúng ta có quyền nhân lên mà chiều không thấy đổi. Nào, nhân lên. Vì vậy, sao tương đương với này, mẫu số nhân lên phía trừ 6. Nó ra trừ 6 x bình phương cộng 6 x trừ 6. Thì nhỏ hơn hay bằng 2 x bình phương cộng a x trừ 4. Rồi x bình phương trừ x cộng 1 nhân cho 4. Thì nó lên đây 4 x bình phương trừ 4 x cộng 4. Xin nhắc lại, vì mẫu số dương nên khi nhân lên chiều không thay đổi. Cái chuyện mà nhân chia trong bất đẳng thức là phải biết dấu rồi mới nhân chia. Sau đó thì chúng ta sắp xếp lại hai cái bất đẳng thức này, hai cái bất đẳng thức này thì chúng ta ghép lại thành hai cái bất phương trình tiếp theo. Đó là hai cái bất phương trình như sau. 8x bình phương cộng cho a trừ 6 nhân x cộng 2 lớn hơn hay bằng 0. Và 2x bình phương trừ cho a cộng 4x cộng 8 lớn hơn 0. Chuyện này thì các em khai triển rồi sắp xếp lại thôi, các em ghi nhận rồi tự kiểm tra lại. Nhưng mà xin lưu ý rằng hai cái bất phương trình này là đúng theo yêu cầu đó, đề bài là đúng với mọi x thuộc a. Vậy thì chúng ta lại dùng cái quy luật dấu tam thức. Tam thức mà luôn luôn lớn hơn hoặc là luôn luôn lớn hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc a thì nó có cái diễn đạt là như sau. Đối với cái bất phương trình thứ nhất này thì delta của nó là nhỏ hơn hay bằng 0. Đối với cái bất phương trình thứ hai này thì là delta của nó là nhỏ hẳn hơn 0. Còn hai cái hệ số A của nó lần lượt là 8 và 2 dương đời khỏi phải bàn. Thì đối với cái bất phương trình thứ nhất này, bất phương trình bậc 2 thứ nhất này thì là delta của nó là A trừ 6 bình phương nè. 4 lần AC tức là trừ 64. Còn đối với cái tam thức ở dưới này thì là delta của nó là A cộng 4 bình phương trừ 64. Hãy để ý. Khi mà chúng ta gặp những cái số chín phương, ví dụ như là 64 là 8 bình phương, thì lập tức chúng ta nên dùng hằng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương để chúng ta ghép lại. Làm như vậy nó rất là hay. Với cái cách làm như vậy thì chỗ này A trừ B là A trừ 6 rồi trừ 8 là trừ 14. Rồi A cộng B, A trừ 6 cộng 8 là A cộng 2. Biết như vậy nó có lợi thế gì? Lợi thế là nghiệm của cái tam thức này nó bộc lộ ra nè, 14 trừ 2. Vậy đỡ mất công tính nghiệm. Ở đây cũng vậy, A cộng 4 rồi cộng 8 nữa là A cộng 12. A cộng 4 trừ 8 là A trừ 4. Thì tam thức này nó có nghiệm là A bằng 4, A bằng trừ 2, nó cũng bộc lộ ra. Thế thì ở đây là bất phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Như vậy cái dấu âm tức là lấy cái vùng trái dấu về hệ số A. Như vậy cả hai cái này đều lấy vùng trong hai nghiệm số của tam thức. Nghĩa là với cái bất phương trình thứ nhất thì A ở giữa trừ 2 và 14 có dấu hay bằng. Và cái bất phương trình thứ hai là A dao động giữa trừ 12 và 4. Đây là một cái hệ thống ghép lại. Thì ghép lại thì nó sẽ ra là gì? A lớn hơn hay bằng trừ 2 cho đến A bằng 4 thì dừng lại. Cái việc này đó, nếu mà các em nhìn trên biểu thức không quen đó, thì để an toàn các em nên biểu diễn lên trục số, rồi cái phần nào mà không lấy thì mình xóa đi. Thế thì cái phần còn lại đó sẽ là cái kết quả mong muốn. Đó là cái cách làm an toàn. Và tới đây chúng ta có kết luận. Giá trị của tham số A cần tìm là bao gồm A lớn hơn hay bằng trừ 2
và nhỏ hơn 4. Đấy, thì cái bài toán vừa rồi là cái bài toán chúng ta sử dụng dấu tam thức bậc hai. Mời Cam xem sang một cái ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2. Bây giờ cho chúng ta cho cái hàm số y bằng m trừ 1 nhân x bình phương rồi cộng m trừ 1 x tam thừa cộng x bình phương cộng 4x cộng m, tức là đây là một cái hàm đa thức bậc dạng bậc 3. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tìm tham số m để hàm số y là hàm số tăng trên toàn miền xác định R. Như vậy đây là cái câu hỏi về biến thiên hàm số. Nào, lấy đạo hàm là ra là 3 lần m trừ 1 nhân x bình phương cộng 2x cộng 4. Hàm bậc 3 lấy đạo hàm thì nó ra dạng bậc 2. Bây giờ người ta yêu cầu là hàm số luôn luôn hàm số tăng trên toàn miền xác định R. Thế thì cái biểu thức này nó có hai tình huống. Nếu m bằng 1 thì nó sẽ rút về nhị thức bậc nhất. M bằng 1 thì y phẩy là 2x cộng 4. Thì với cái yêu cầu mà hàm số tăng trên e rồi đó, thì đạo hàm phải là luôn luôn lớn hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc e. Thì Câm thấy rằng là với cái yêu cầu này thì nhị thức 2x cộng 4 có đáp ứng được không? Thì câu trả lời là không. Tại sao? Là vì nhị thức 2x cộng 4 là nó đổi dấu từ âm sang dương. Chứ làm sao mà nó luôn luôn dương với mọi x thuộc A được. Do đó, trường hợp này giá trị M bằng 1 là không thỏa mãn. Xin nhắc lại nha. 2x cộng 4 là nhị thức bậc nhất. Như vậy nó đổi dấu từ âm qua dương. Có vùng âm, có vùng dương. Cho nên yêu cầu đạo hàm luôn luôn dương là không đáp ứng. Như vậy trường hợp này loại bỏ. Sau đó ta xét với m mà khác 1 thì lúc bấy giờ đạo hàm là một tam thức bậc 2. Thì để cho hàm tăng trên e thì đạo hàm luôn luôn lớn hơn hay bằng 0, nghĩa là tam thức này 3 lần m trừ 1 x bình phương cộng 2 x cộng 4 luôn luôn lớn hơn hay bằng 0 với mọi x thuộc A, thì lại là câu chuyện dấu tam thức bậc 2. Sao? Bây giờ chúng ta dùng điều kiện gì? Hai điều kiện hệ số A dương và delta nhỏ hơn hay bằng 0. Đấy, vấn đề dấu tam thức bậc 2. Hệ số A ở đây dương tức là m trừ 1 dương. Còn ở đây hệ số B là 2, cho nên chúng ta dùng delta phết cho nó đơn giản. Delta phết B phẩy bình phương là 1 trừ AC là 12 lần m trừ 1. Thì cái chỗ này vì có dấu bằng cho nên ở đây chúng ta có dấu bằng. Cái bậc phương trình đầu này cho ra m lớn hơn 1. Cái bậc phương trình sau này cho ra m lớn hơn hay bằng 13 phần 12. Vậy ghép lại hệ thống này cho chúng ta kết quả m lớn hơn hay bằng 13 phần 12. Cùng lớn hơn thì cuối cùng là ta chọn cái lớn nhất, tức là lớn hơn hay bằng 13 phần 12. Những việc này thì Cam vẫn cẩn thận, làm bài thi thì nên vẽ trên trục số biểu diễn để cho nó an toàn. Và như vậy tới đây chúng ta đã giải được bài toán là giá trị cần tìm là m lớn hơn hay bằng 13 phần 12. Và như vậy chúng ta đã giải xong ví dụ số 2. Thì Cam thấy cái ví dụ số 2 đó, thì cái nội dung là cái bài toán biến thiên hàm số. Nhưng mà cái chất chứa bên trong đó là dấu tam thức bậc 2. Mà Cam chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo, ví dụ số 3. Bây giờ ta xét tam thức Fx bằng Ax bình phương cộng Bx cộng C. Một cái tam thức dạng bậc 2. Trong đó cho A là số dương. Cho biết rằng phương trình Fx bằng x là vô nghiệm. Hãy chứng minh tiếp theo rằng phương trình F của Fx bằng x cũng là vô nghiệm. Nào, bây giờ chúng ta xem nhé. Nếu fx là một cái tam thức bậc 2 đấy, thì f của fx nó sẽ ra một cái biểu thức bậc 4, đúng không? Là bởi vì f của fx tức là cái chỗ mà x bình phương này sẽ được thay bằng fx vào đây. Mà thay fx vào đây tức là thay cái bậc 2, cái biểu thức tam thức bậc 2 vào đây rồi lấy bình phương là nó ra bậc 4.
Như vậy cái phương trình này là một cái phương trình bậc tư, đủ hết, bậc tư, bậc ba, bậc hai, bậc nhất gì nó có đủ mặt hết. Về nguyên tắc tổng quát là lúc bây giờ chúng ta không có cái phương pháp giải trực tiếp. Và như vậy để giải bài toán này thì chúng ta lại sử dụng quy tắc dấu tam thức bậc hai, chứ chúng ta không can thiệp vào cụ thể tính toán chi tiết cái phương trình bậc 4 này. Vì như vậy là nếu mà xa vào chi tiết cái bài toán này là chúng ta bế tắc. Nào, hãy chúng ta bắt đầu từ, đã nói là đây là chúng ta khai thác dấu tam thức bậc hai. Vậy các em xem, phương trình fx bằng x thì chúng ta quy về là fx trừ x bằng 0. Fx là tam thức bậc 2 thì fx trừ x cũng là tam thức bậc 2 thôi, đúng không? Viết cho rõ ra fx trừ x là cái tam thức bậc 2 này. Mà theo đề bài thì phương trình fx bằng x vô nghiệm, tức là cái tam thức bậc 2 mà chúng ta viết này là tam thức vô nghiệm. Tam thức này vô nghiệm thì delta của nó âm, và dấu của tam thức là sao? Luôn cùng dấu với cái hệ số A, mà hệ số A này theo đề bài là dương, nghĩa là cái tam thức bậc 2 này luôn luôn dương với mọi x thuộc A. Đúng chưa nào? Đấy, chúng ta lập luận này, vì cái phương trình sao là vô nghiệm, cho nên cái tam thức bậc 2 tương ứng này là vô nghiệm, mà tam thức này vô nghiệm thì nó luôn cùng dấu với hệ số A. Hệ số A hiện nay đề bài cho là dương, nên cái tam thức này luôn luôn dương với mọi x thuộc A. Mà tam thức này viết cho gọn lại nó chính là fx trừ x, cho nên ở đây ta viết là fx trừ x dương với mọi x thuộc A. Điều đó có nghĩa là fx lớn hơn x với mọi x thuộc A. À, cái chỗ này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta dùng cái tính chất này, chúng ta suy ra rằng f của fx, tức là chúng ta thay cái giá trị x chỗ này bởi fx, thì chúng ta có là f của fx lớn hơn fx với mọi x thuộc A, đúng không? Đó là nha. Cầm xem ở đây chúng ta có kết quả là fx lớn hơn x với mọi giá trị x thuộc A. Thế cái giá trị x trong bất đẳng thức này chúng ta có quyền thay bằng bất kỳ cái số nào khác, thì chúng ta bèn thay cái giá trị x ở đây bằng fx, thì chúng ta có cái bất đẳng thức kế tiếp. Và nó cũng đúng với mọi x thuộc A. Bây giờ ta ghép hai bất đẳng thức này lại thì ta có nè, f của fx thì lớn hơn fx, rồi fx lại lớn hơn x. Vậy do tính bất cầu của bất đẳng thức ta có gì? Thì ta có f của fx lớn hơn x, đúng chưa? Với mọi x thuộc A. Vậy thì điều gì? F của fx luôn luôn lớn hơn x với mọi x thuộc A. Như vậy thì phương trình f của fx bằng x là vô nghiệm. Vì bất đẳng thức này luôn luôn đúng, có nghĩa là đẳng thức này là không bao giờ xảy ra. Đẳng thức này không xảy ra thì phương trình là vô nghiệm. Đấy. Như vậy các em thấy là cái cách làm của chúng ta là chúng ta dùng dấu của tam thức bậc 2 để chúng ta diễn tả bài toán. Chúng ta không có can thiệp vào cái biểu thức phương trình f của fx bằng x nó làm sao. Chúng ta không có thể không có, có làm chi tiết vào trong chuyện đó. Đấy. Thì đó là một cái cách đã áp dụng dấu tam thức bậc 2. Bây giờ thì chúng ta lại bàn sang một câu chuyện khác của tam thức bậc 2, đó là phân tích tam thức ra thừa số. Ta xét tam thức fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c. Thì muốn phân tích tam thức thì cũng dựa vào dấu của delta. Trường hợp thứ nhất, nếu định thức delta dương, ta có sự phân tích như sau: fx bằng a nhân x trừ x1 nhân x trừ x2. Trong này chúng ta mặc nhiên hiểu x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của tam thức. Nếu delta bằng 0 thì x1 với x2 là trùng nhau, do đó fx sẽ biến thành ra là a nhân với x trừ x0 bình phương. Vì hai cái thừa số này bây giờ là nó giống nhau. X0 này bây giờ là gì?
nó là cái nghiệm số kép của tam thức, tức là nó bằng trừ b chia 2a. Còn nếu mà delta âm đó thì không thể phân tích ra thừa số như ở trên. Cái việc phân tích thừa số này sẽ có rất nhiều những ứng dụng hay trong việc giải phương trình, rồi trong nhiều bài toán chứng minh bất đẳng thức, rồi trong vấn đề tính tích phân chẳng hạn. Vì vậy có thể nói là cái ứng dụng của nó là nó rải ra bàn bạc đều khắp. Kế tiếp là chúng ta cũng nói về chuyện so sánh nghiệm của tam thức bậc 2 với số 0, hay nói một cách vắn tắt là xét dấu nghiệm của tam thức. Chúng ta nhắc lại, chúng ta xét tam thức bậc 2 fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c. Thì ta sẽ có những điều sau đây. Nếu p âm, p tức là tích hai nghiệm số đó, công thức vs. Nếu tích hai nghiệm số mà âm thì đương nhiên một nghiệm âm, một nghiệm dương. À, x1 nhỏ hơn 0, rồi 0 nhỏ hơn x2. Như vậy là một nghiệm dương, một nghiệm âm. Nếu delta dương, p dương và x dương. Delta dương là có hai nghiệm, p dương là hai nghiệm cùng dấu, tổng dương như vậy kết hợp lại là hai nghiệm đều dương. Delta dương, p dương và x âm tức là có hai nghiệm cùng dấu rồi x âm, thì như vậy là cùng dấu âm. Đấy, thì đó là cái vấn đề chúng ta xét dấu nghiệm của tam thức. Rồi, hai cái câu chuyện vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn các ví dụ áp dụng. Ví dụ tiếp theo đây là cho ba số ABC là ba cái số thực mà thỏa sắp xếp theo thứ tự sau đây: A nhỏ hơn B nhỏ hơn C. Chứng minh phương trình sau đây: x trừ A nhân x trừ B cộng x trừ B nhân x trừ C cộng x trừ C nhân x trừ A bằng 0 là có hai nghiệm phân biệt. Cái phương trình này các em xem kỹ, nó là một cái phương trình bậc 2 và hãy chứng minh là nó có hai nghiệm phân biệt. Chuyện gì vậy? Chắc chắn là sẽ có không ít em là đi ngồi khai triển ra, sắp xếp lại cho nó đúng dạng một phương trình bậc 2. Để rồi làm gì? Tính delta, và nó là một cái biểu thức ngút ngàn, xong rồi cực kỳ khó khăn. Vậy thì thoát khỏi cái điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ có cách giải quyết như sau đây. Ta đặt cái vế trái của phương trình là cái tam thức fx. Thì cái tam thức này dễ dàng thấy là cái hệ số của x bình phương ở chỗ này, cam nhân vô là x bình phương nè. Chỗ này cũng có x bình phương, chỗ này cũng có x bình phương nữa. Vậy nếu mà sắp xếp ấy, thì nó ra là 3x bình phương. Rồi ở phía sau là gì đó, chúng ta không cần can thiệp. Bởi vì tôi cần biết dấu của hệ số A để tôi làm cái việc dấu của tam thức bậc 2. Thế thôi. Tôi biết nhé, đây là tam thức bậc 2. Mà cái hệ số A đi với x bình phương là 3. Như vậy cái hệ số A mang dấu dương. Đó, nó cung cấp cho chúng ta cái điều như vậy. Và bây giờ tôi làm việc như sau. Tôi tính FB. FB tức là thay x bằng B đó. Thì cái x trừ B bằng 0. X trừ B bằng 0. Do vậy nó còn lại B trừ C nhân B trừ A. Mà B nằm giữa A và C. Thế thì B trừ C là âm. B trừ A là dương. Nên tích này là âm. Không thấy điều gì. Tam thức FX có hệ số A là dương. Mà tại B thì FB mang dấu âm. Như vậy FB là trái dấu với hệ số A. Hãy xem lại cái quy luật dấu tam thức bậc 2. Nếu delta âm thì FX và hệ số A luôn cùng dấu. Đúng không? Delta âm. Như vậy khi mà FB mà âm, tức là trái dấu với hệ số A, nó loại trừ cái khả năng delta âm. Đúng chưa? Nếu delta bằng 0 thì fx và hệ số A luôn cùng dấu, chỉ khác chăng là nó có thể xảy ra dấu bằng. Khác một chút nhỏ như vậy thôi. Thế thì ở đây fb âm, nó cũng loại luôn cái trường hợp delta bằng 0 luôn. Đúng chứ? Delta âm không được.
đến ta bằng không, không xong. Vậy chỉ còn lại là đến ta dương. Suy ra đến ta phải mang dấu dương, đúng chưa nào? Nói lại nhé. Nếu đến ta âm thì Fx và A luôn cùng dấu, mà ở đây Fb thì trái dấu với hệ số A, nên không thể đến ta âm. Nếu delta bằng 0 thì Fx và A cũng luôn cùng dấu và có khả năng Fx bằng 0. Mà ở đây Fb âm thì như vậy thì cũng đâu có cùng dấu với A mà cũng không thể bằng 0. Cho nên trường hợp delta bằng 0 cũng bị loại luôn. Chỉ có 3 trường hợp thôi, delta âm, delta bằng 0, delta dương. Mà delta âm với delta bằng 0 là không thỏa mãn. Vậy bắt buộc là delta phải dương. Mà tam thức bậc 2 mà có delta dương thì sao? Thì phương trình tương ứng là có hai nghiệm phân biệt. Vậy chúng ta đã chứng minh được là phương trình bậc 2 nói trên có hai nghiệm phân biệt. Đấy, thì đây là cái cách chúng ta chứng minh phương trình bậc 2 có nghiệm mà chúng ta không can thiệp vào dấu của delta, vì lý do cái biểu thức của nó phức tạp quá, khó khăn quá. Thì như vậy là cần phải có những cái cách thức như vậy. Còn nếu mà căm học một cách chân phương là cái kiểu phương trình bậc 2 mà có nghiệm đó, thì phải là delta dấu gì đó, rồi phải cố mà xét dấu. Trong khi cái vấn đề đó nó quá khó khăn, nó là một cái nhiệm vụ mà không thể hoàn thành, thì chúng ta phải có một cái con đường khác như chúng ta đã làm vừa rồi. Mời các em chuyển sang ví dụ tiếp theo, ví dụ số 5. Trong bài toán này chúng ta xét phương trình sau đây: x bình phương trừ cho m cộng 1 nhân x cộng m cộng 4 bằng 0. Tức là một cái phương trình bậc 2, trong đó m là vai trò tham số. Câu hỏi đặt ra: tìm tham số m để phương trình có hai nghiệm đều âm, mà ta ghi là x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn 0. Tìm tham số để phương trình có hai nghiệm đều nhỏ hơn 0. Thì đây là cái câu chuyện so sánh nghiệm với số 0. Thì cái này thì chúng ta có quy tắc rồi, vấn đề là nhớ quy tắc rồi áp dụng. Để phương trình có hai nghiệm đều âm thì có 3 điều kiện được đề cập: delta dương, P dương và S âm. Cái này cần phải thuộc bài. Thế là lần lượt chúng ta giải từng cái yêu cầu. P dương tích hai nghiệm số C chia A là thay bằng m cộng 4, vì m cộng 4 dương giải ra m lớn hơn trừ 4. S âm, S công thức VS, S là trừ B chia A, như vậy nó ra là m cộng 1. M cộng 1 âm, vậy thì m nhỏ hơn trừ 1. Và cuối cùng delta dương, delta là m cộng 1 bình phương trừ 4 lần m cộng 4. Bắt phương trình này được rút lại là m bình phương trừ 2 m trừ 15 lớn hơn 0. Giải bắt phương trình bậc 2 này chúng ta có lấy vùng ngoài hai nghiệm số m nhỏ hơn trừ 3 hay lớn hơn 5. Bây giờ chúng ta ghép 3 cái kết quả này lại và nhận đáp số cuối cùng. Đây, bây giờ chúng ta có một cái hệ thống như này: em lớn hơn trừ 4, em nhỏ hơn trừ 1, em bé hơn trừ 3 hay em lớn hơn 5. Thì như nhiều lần thầy đã nói đó, tôi vẫn thấy là em nào mà chưa có nhìn biểu thức mà nó không rõ ràng á, thì các em nên vẽ biểu diễn lên trục số. Còn bây giờ nếu mà nhìn biểu thức thì như thế này: em mà nhỏ hơn trừ 1 mà ghép với em mà nhỏ hơn trừ 3 thì nó, chúng ta sẽ lấy là em nhỏ hơn trừ 3 kèm theo em lớn hơn trừ 4, vậy nó ra cái vùng là từ trừ 4 đến trừ 3. Còn em lớn hơn 5 mà ghép với em mà nhỏ hơn trừ 1 là trống rỗng. Vậy thì cuối cùng là chúng ta chỉ còn lại em lớn hơn trừ 4 và nhỏ hơn trừ 3. Đấy. Thì nếu mà em nào mà nhìn biểu thức này viết ra như vậy cảm thấy là không an toàn thì hãy vẽ lên trên trục số như đã nói. Và chúng ta có kết luận: giá trị cần tìm cho bài toán là em lớn hơn trừ 4 và bé hơn trừ 3. Đấy, thì đây là cái bài toán so sánh nghiệm với số 0, hay còn gọi là xét dấu nghiệm của tam thức bậc 2.
Mời các em chuyển sang ví dụ tiếp theo, ví dụ số 6. Bây giờ thì chúng ta xét bài toán phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0, mà ta ghi là phương trình số 1. Cho biết phương trình này có hai nghiệm dương phân biệt ghi là X1 và X2. Hãy chứng minh rằng phương trình tiếp theo CX bình phương cộng BX cộng A bằng 0, mà ta ghi là phương trình số 2, thì chứng minh rằng phương trình số 2 này cũng có hai nghiệm dương phân biệt. Hai nghiệm dương đó được ghi là x3 và x4. Đồng thời ta có kết quả x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 lớn hơn hay bằng 4. Tức là từ câu chuyện phương trình 1 có hai nghiệm dương, ta dẫn đến câu chuyện phương trình 2 có hai nghiệm dương, và cuối cùng là cộng 4 nghiệm lại để tạo ra một cái bất đẳng thức. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích bài toán nhé. Đầu tiên là phương trình 1 theo đề bài có hai nghiệm dương. Vậy điều kiện gì? Có 3 điều kiện. Delta dương, P dương và S dương. Và chúng ta ghi phương trình 1 thì là delta 1, P 1 và S 1 nha. Delta 1 là B bình phương trừ 4AC lớn hơn 0. Điều kiện thứ nhất. Tích hai nghiệm số P 1 là C chia A dương. Và S 1 là trừ B chia A dương. Đó. Đó là điều kiện để phương trình 1 có hai nghiệm dương. Bây giờ chúng ta muốn chứng minh phương trình 2 cũng có hai nghiệm dương, nghĩa là chúng ta chứng minh phương trình 2 nó cũng thỏa một cái hệ thống tương tự như thế này. Nghĩa là delta 2, P2 và S2 đều dương cả. Thì bây giờ từ đây chuyển sang cái những cái thông tin về phương trình số 2. Thì chúng ta chuyển như sau. Viết lại để cho các em dễ theo dõi như phương trình số 2 ở đây. Thế thì cái delta 2 của nó là gì? B bình phương trừ 4 lần AC. Vậy nó giống hệt delta 1. Cho nên delta 1 dương thì kéo theo delta 2 dương. Một chuyện đó. Bây giờ P2. P2 là A chia C. Mà ban nãy đó là C chia A dương. C chia A mà dương thì A chia C cũng dương. Nghịch đảo của số dương là số dương. Hai chuyện. Bây giờ còn tổng nữa thôi. S2 là gì? Là trừ B chia C. Trừ B chia C thì ta viết là trừ B chia A. Rồi nhân với A chia C. Chuyện gì? Theo giả thiết ban nãy thì trừ B chia A này là dương. Rồi bây giờ chúng ta lại có thêm A chia C là dương. Vậy đây là hai số dương nhân nhau là dương. Như vậy phương trình số 2 cũng có delta dương, P dương và S dương, nên ta kết luận rằng phương trình 2 có hai nghiệm dương. Như vậy tới đó là cái vấn đề chứng minh phương trình 2 có hai nghiệm dương đã được làm xong. Bây giờ còn một cái nội dung cuối cùng là lấy 4 cái nghiệm cộng lại của hai phương trình cộng lại chứng minh là nó lớn hơn hay bằng 4. 4 cái nghiệm đó đều dương, mà muốn chứng minh lớn hơn cái gì đó thì rõ ràng là đây là một cái gợi ý rất rõ rệt là ta nghiêng về bất đẳng thức Cauchy. Vì vậy ta áp dụng bất đẳng thức Cauchy nhé, cho cái hai số dương x1 và x2 thì x1 cộng x2 lớn hơn 2 lần căn bậc 2 x1 x2. Tương tự như vậy, x3 cộng x4 thì lớn hơn 2 lần căn x3 nhân x4. Thế rồi x1 nhân x2 biểu thức của nó là C chia A. Còn x3 nhân x4 là A chia C. Mấy cái này mình có công thức VS ở trên rồi. Và rồi chúng ta lại áp dụng VS cho hai cái số dương này nữa. Chỗ này là mình viết gộp lại thôi, hai lần ra ngoài. Bây giờ mình vận dụng bất đẳng thức Cauchy cho cái hai số này. Hai số này đều dương hết. Thì cái số 2 này viết lại ở đây. Tổng hai số này thì lại lớn hơn hai lần căn của hai cái số này nhân nhau. Nhưng mà các em xem C chia A mà nhân A chia C thì nó là bằng 1. Vậy cái trong cái căn này nó là 1. Rồi ở ngoài này 2 nhân 2 là 4. Vì thế chúng ta đã chứng minh được rằng tổng 4 nghiệm X1 cộng X2 cộng X3 cộng X4 là lớn hơn hay bằng 4. Như vậy bài toán đã được trình bày xong. Thì đó là những cái vấn đề liên quan đến dấu của cái nghiệm số tam thức bậc 2.
Bây giờ là dành cho bài toán áp dụng số 7. Bây giờ chúng ta xét phương trình 2mx bình phương trừ x trừ m bằng 0 mà ta ghi với ký hiệu là sao? Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là hãy chứng minh với mọi giá trị của em thì phương trình nói trên luôn có nghiệm thuộc đoạn trừ 1 cộng 1. Câu hỏi hơi khác phải không? Cho phương trình dạng bậc 2, chứng minh phương trình này luôn có nghiệm thuộc đoạn trừ 1 cộng 1 bất chấp tham số em. Bài toán này đòi hỏi phải suy nghĩ, phải là rất là thoát, rất là linh hoạt, không có một cái công thức đường mòn nào. Nhưng mà đã làm phương trình thì đầu tiên hết chúng ta nghĩ gì? Ta xét trường hợp suy biến em bằng 0, nó rút về bậc nhất. Sau đó ta xét em khác 0 thì đó là bài toán bậc 2. Mỗi cái trường hợp thì đương nhiên là có một cái cách xử lý. Bây giờ bắt đầu từ từ. Với em bằng 0, phương trình rút lại là x bằng 0. Vậy thì phương trình này có nghiệm là x bằng 0. Nghiệm bằng 0 thuộc đoạn trừ 1 cộng 1, nghĩa là em bằng 0 là đáp ứng yêu cầu của đề bài, là phương trình có nghiệm thuộc đoạn trừ 1 cộng 1. Bây giờ với em khác 0 thì cái phương trình sau này nó là một phương trình bậc 2. Mà muốn chứng minh là nó có nghiệm cộng 1 trừ 1 bằng cách mà các em giải trực tiếp rồi các em chứng minh là cái biểu thức cái nghiệm trực tiếp đó là phải một trong hai nghiệm là phải có một cái nghiệm thuộc cái đoạn trừ 1 cộng 1 thì công việc ấy là quá khó, quá dài, quá nhiêu khê. Rất là mệt mỏi. Phải có cách nào khác. Thì các em nhớ lại nha. Đây là phương trình đa thức. Thì cái hàm đa thức ấy, nó là một cái hàm liên tục. Vậy ta có một cái vũ khí rất mạnh khi học về hàm số liên tục. Các em còn nhớ không? Hàm số fx liên tục trên đoạn AB. Nếu như fa nhân fb mà âm thì phương trình fx bằng 0 có nghiệm tùy theo cái khoảng hay cái đoạn, tùy theo bất đẳng thức mà nói trên có dấu bằng hay không dấu bằng. Thì ta kết luận là có nghiệm trong đoạn AB hay là trong khoảng AB tương ứng. Thì thử hỏi điều đó có thể áp dụng ở đây được không? Thì trước hết chúng ta nhận định như sau. Định thức delta của nó là gì? 1 trừ cho 4 lần AC là nó ra cộng 8m bình phương. 1 mà cộng 8m bình phương là dương với mọi giá trị của em. Thì tới đây á, phương trình sau là luôn có hai nghiệm phân biệt. Nhưng vấn đề là hai nghiệm đó có nghiệm nào ở trong đoạn trừ 1 cộng 1 hay không thì mình chưa biết. Cái vấn đề còn khó là ở chỗ đó. Vì vậy mình mới quan sát cái tích số. Các xem này, chúng ta quan sát tích số nha. X1 nhân X2 bằng C chia A, tức là trừ em chia 2m, nó bằng trừ 1 phần 2. Cái giá trị này nói lên cái gì? Rất là thú vị đây. Cái đoạn cộng 1 trừ 1 tức là cái nghiệm x ở trong đó thì trị tuyệt đối là nhỏ hơn 1. Mà tích nó ra trừ 1 phần 2 thì như vậy đây là một điều thuận lợi cho chúng ta. Vậy lấy trị tuyệt đối hai vế. Thì trị tuyệt đối x1 nhân trị tuyệt đối x2. Trị tuyệt đối của trừ 1 phần 2 là 1 phần 2. 1 phần 2 thì là nhỏ hơn hay bằng 1? Biết vậy được không? Được. 1 phần 2 là nhỏ hơn hay bằng 1 là đương nhiên đúng. Có nhiều em nói 1 phần 2 mà sao bằng 1? Ta nói là nhỏ hơn hay bằng 1 chứ ta đâu có nói bằng 1 đâu. Không có gì sai hết. Và sao? Tích hai cái số x1, x2 mà lấy trị tuyệt đối, tức là hai cái số không âm mà nhân nhau mà nhỏ hơn hay bằng 1 thì ắt là phải có ít nhất một thừa số phải nhỏ hơn hay bằng 1. Điều đó hiển nhiên không? Rất hiển nhiên. Là vì sao? Bởi vì nếu không đó, cả hai cái thừa số này đều lớn hơn 1 thì tích của nó làm sao mà nhỏ hơn 1 nữa. Nếu hai cái số dương này đều lớn hơn 1 thì tích của nó là lớn hơn 1, chứ không thể nhỏ hơn hay bằng 1. Vì vậy hai cái số không âm mà nhân nhau mà nhỏ hơn hay bằng 1 thì số này nhỏ hơn hay bằng 1 hay số kia nhỏ hơn hay bằng 1. Mà nếu điều này mà xảy ra thì x1 nằm trong đoạn trừ 1 cộng 1. Hay là điều này mà xảy ra thì x2 ở trong đoạn cộng 1 trừ 1. Như vậy tối thiểu là có một trong hai cái nghiệm này ở trong đoạn cộng trừ 1. Vậy nói một cách khác là gì? Delta dương tức là giải được x1, x2. Kèm theo cái lập luận vừa rồi thì x1 ở trong đoạn trừ 1 cộng 1 hay là x2 ở trong đoạn đó. Như vậy chúng ta có kết luận cuối cùng là gì?
với mọi giá trị của tham số âm, phương trình luôn có nghiệm thuộc đoạn trừ 1 cộng 1. Như vậy chúng ta đã giải xong bài toán vừa rồi. Nhưng mà lưu ý rằng những cái bài toán mà như vừa rồi là những cái câu hỏi rất là đặc biệt. Như vậy cái lời giải nó cũng diễn ra trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nhất định, chứ không phải lấy cái phương pháp ấy mà giải cho tất cả mọi bài toán được. Những câu hỏi đặc biệt thì thường nó đi kèm với những cái cách giải đặc biệt mà chúng ta chỉ khai thác trong một khung cảnh nào đó mà thôi. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã dành thời gian bàn bạc về những vấn đề cơ bản của tam thức bậc hai, trong đó cái chiều sâu, cái sự tập trung nhất là vấn đề xét dấu, so sánh nghiệm với số không của một tam thức. Hy vọng rằng với sự ôn tập như thế, Cam sẽ hệ thống lại được, nhấn mạnh lại được và vận dụng một cách có hiệu quả các kiến thức về tam thức bậc hai để giải các bài toán liên quan trong đề thi. Bài ôn tập về tam thức bậc hai hôm nay đến đây là tạm dừng. Thân ái chào các em và hẹn gặp lại ở những lần kế tiếp.